rồi. Ở nhà chỉ có mỗi một cái việc là dọn dẹp cửa nhà thôi, mà để rác rưởi bừa bộn hết cả ra như thế này. Ôi giời, bàn ghế thì bẩn thỉu, quạt thì không chịu tắt này. Định báo hại nhà này hay sao không biết nữa. Cứ bảo làm sao cái bà già này nói lắm. Linh ơi, Linh. Mẹ ơi, cha con phải ly hôn thôi, con sẽ không chịu nổi nữa rồi. Sao lại có chuyện gì thế nữa? Rồi khóc lóc cái gì, nín đi xem nào. Nói cho mẹ nghe xem nào. Con mệt lắm rồi mẹ ạ. Ngày nào về nhà cũng như địa ngục ấy. Không ly hôn con không sống nổi mất. Bình tĩnh lại đã, cứ hơi động một tí là đòi ly hôn. Mình tưởng ly hôn là dễ lắm đấy à? Bây giờ ly hôn rồi thì hàng xóm người ta dị nghị, mẹ mình biết giấu mặt vào đâu nữa. Thôi được rồi, để mẹ sang bên đấy xem như thế nào. Mẹ, mẹ đi đâu sớm đấy ạ? Tôi đi có việc. Mà hay thật đấy nhở, giờ đi đâu lại phải báo cáo chị nữa cơ đấy. Ở nhà dọn dẹp cửa nhà đây, nhìn rác rửa xem. Lau dọn nhà cửa rồi mang quần áo lên tầng 4 mà phơi đi. Lười trời thay thôi thịt ra. Bán táo ngon quá nên là mua một ít sang biếu bà thông gia cho các cháu. Con mang vào giúp mẹ với. Mẹ để con. Ôi, lại nữa. Cầm có mấy quả táo thôi mà cũng rơi được là sao? Ôi giời ơi, sao mà nó vụng thế đi cái đây chứ lại. Có mỗi mấy quả táo thôi mà cũng cầm cũng không xong nữa. Cô ơi, chả được cái việc gì cả. Chỉ có mỗi cái tiền moi tiền của chồng là giỏi thôi. Con xin lỗi ạ. Để con vào trong mẹ nhỡ. Đấy, bà xem, cái Thu ấy, từ ngày về nhà tôi có phải làm cái gì đâu. Chỉ có mỗi cái việc là ngày lên công ty này, chăm sóc con cái, với cả dọn mấy cái việc lặt vặt, mà nó không làm cho tôi ưng ý một tí nào luôn ấy. Tại tôi, trước đây tôi chiều nó quá. Nó chỉ việc ăn với học thôi, cho nên là... Thôi thôi, bà làm như thế, trách gì con nó hư, rồi người ta lại quở cho là con hư tại mẹ. Mà là phụ nữ ấy thì phải biết nữ công gia chánh. Bà nói phải đấy ạ. À quên mất, mời bà ngồi. Thế hôm nay bà thông gia sang đây chơi hay là có việc gì không? Bà Thu ơi, làm cái gì trong đấy mà lâu thế? Không mang hoa quả ra đây mời bà thông gia đi. Tính ở trong đấy để trốn việc đấy hả? Dạ không, con ra luôn bây giờ đi mẹ ạ. Con gửi hả? Mẹ thông cảm, con ngâm ở trong kia nên là hơi lâu. Thế táo rồi rửa rồi mà không gọt thế này thì ai ăn được? Hả? Mang vào trong kia gọt ngay cho tôi. Mà xem luôn cái máy giặt xem giặt xong chưa. Không được lười đâu đấy, phải mang lên tận tầng thượng để phơi. Nó có nắng thì mới thơm tho được. À, mà hôm trước ấy, tôi mượn bà thông ra cái áo dài. Tôi giặt sạch sẽ rồi, gấp cẩn thận rồi. Để tôi vào tôi lấy cho bà nhá. Okay.
Thu, sao con nói với mẹ là con được chiều chuộng ở bên này sung sướng lắm cơ mà. Mẹ con... Trời ơi là trời, nhà có điều kiện sao không thuê người giúp việc mà phải làm khổ như thế này hả con? Này 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 này, bà bảo ai khổ đấy hả? Con Thu về làm dâu nhà tôi ấy, sung sướng hơn người. Tiền bạc thì tiêu thoải mái, không phải suy nghĩ. Muốn ăn gì thì ăn, muốn tiêu gì thì tiêu. Mỗi ngày ấy, dọn mấy cái việc lặt vặt ấy. Nếu mà bà sót con ấy thì bà về đây mà làm ô xin đi. Kìa mẹ ơi, mẹ con không có ý đó đâu. Tôi sót con rồi đấy. Con gái tôi mang nặng đẻ đau, nâng như nâng trứng suốt 30 năm nay. Nó chưa kịp báo hiếu gì cho mẹ đẻ, bây giờ nó sang nhà bà làm dâu làm vợ. Bà phụ nữ, sao bà không biết yêu thương nó mà o ép nó như thế à? Tôi hỏi bà nhá, bà cưới con dâu về hay là cưới giúp việc về cho nhà bà đấy hả? Bà, con gái tôi còn có nhiều điều thiếu sót, có những cái không vừa ý bà thì bà phải từ từ dạy bảo nó chứ. Sao bà lại mắng nhiếc mà miệt thị nó như thế? Tôi là mẹ, có phải sắt đá đâu mà tôi đứng xem được như thế này? Này, con gái bà ấy đã về làm dâu nhà tôi thì phải theo cái phong tục nhà tôi. Bà sót con ấy thì bà dẫn nó về nhà bà đi. Mẹ, bà đã nói thế nhá, thôi được rồi, tôi xin phép bà đi về, về với mẹ con. Mẹ, con không về được. Ôi, mẹ xin con ra thả con đi, không phải để con phải chịu khổ như thế này. Đi về. Mẹ, thật ra mẹ vẫn rất là tốt với con. Con nghĩ ngợi xem lại là mẹ nhá. Thế này là thế nào? Mẹ nghĩ thử xem, mẹ mới chỉ sang đây chứng kiến con gái của mẹ bị hành hạ một tí thôi, mẹ đã đau đến từng khúc ruột như thế. Thế giả sử là em Linh, em ấy ở bên nhà mình bị đối xử như vậy, mẹ của em Linh mà nhìn thấy thì làm sao hả mẹ? Chắc là lúc nãy con đổ hơi nhiều gia vị, để con đi nấu lại. Chứ mẹ đừng mắng con, tội nghiệp con ạ. Ý cô nói là tôi suốt ngày kiếm chuyện để mắng mỏ cô phải không? Cô giỏi thật đấy, bây giờ lại còn dám đặt điều trách móc lại mẹ chồng nữa. Mẹ cô dạy cô tốt thật đấy. Ông có giời ơi, không có mắt à? Con xin lỗi, mẹ có sao không ạ? Con nghe theo lời mẹ dặn, em quần áo đi giặt tay để cho sạch với đỡ tốn điện. Ai ngờ cô bé thì tin với tôi nhé. Bây giờ bẩn hết rồi, giặt đi giặt lại như thế này có phải là tốn nước không? Đàn bà con gái thì không được cái tích sự gì cả, chỉ được cái ăn hại thôi. Dạ vâng ạ. Cô Linh. Mẹ ơi, con đang bận chút việc, lát con gọi lại nhé. Mẹ gọi con ạ. 9 giờ rồi, nhà chưa lau, cơm chưa nấu, định ngồi đây buôn điện thoại để trốn việc à? Hay là cô thấy nhà tôi o ép cô quá, nó cũng bức bối, cô gọi điện về bách mẹ cô phải không? Có cần ý, để tôi mời bà thông gia lên đây đón cô về dưới đó chơi một thời gian. Không phải đâu mẹ ơi, tại vì con nghe nói mẹ con bị bệnh nên là gọi điện về hỏi thăm thôi ạ. Nói một câu là cãi chém chém ấy. Đi vào nhà tao nấu cơm đi, con trai tôi sắp về rồi đấy. Vâng ạ. Mẹ, cái Linh nó mới về làm dâu, mẹ có chuyện gì từ từ dạy bảo nó, cứ quát tháo nó như thế. Còn là chị chồng con nhìn con sốt hết cả ruột. Ôi dào ơi, xót xa cái nỗi gì? Nó về nhà mình ý, nó phải theo nếp của nhà mình. Nếu muốn sung sướng á, thì quay về nơi sản xuất, tôi đây cô giữ nhá. Thôi, rồi. Bà ơi,
ngày xưa ấy, các cụ chỉ dạy phụ nữ là đi làm dâu thì phải làm con dâu như thế nào cho nó đúng, chứ không dạy tôi với bà là phải làm mẹ chồng ra sao, đối xử với con dâu như thế nào bà. Con làm thế này cũng chẳng có ý trách móc gì mẹ đâu. Con chỉ mong là mẹ hiểu, mẹ đối xử với Linh tốt bằng một phần đối xử với con thôi, thế là tốt lắm rồi. Như thế gia đình mới yên ấm, con trai của mẹ cũng yên tâm để đi công tác, đúng không? Con nói đúng. Là phụ nữ, con phải đối xử tốt với nhau, chả thiệt đi đâu cả mẹ ơi. Mai sau mẹ có ốm đau đi chăng nữa thì vẫn là Linh chăm sóc mẹ. Con đi lấy chồng rồi, làm sao suốt ngày cứ về nhà được, đúng không? Con may mắn được làm dâu, làm con của mẹ Vân. Chứ ví dụ nhà khác thì không biết là đi về đâu nữa con. Nên đâu ra, con đối xử tốt với mẹ Vân, y như đối xử với mẹ thôi. Bà ơi, thời chúng mình bây giờ là lạc hậu rồi, cho nên là chúng mình hãy cứ yêu thương con dâu thì chỉ có lời chứ không có lỗ. Mẹ chồng mà tốt ý thì sẽ không có con dâu tồi bà. Cảm ơn bà nhé. Mẹ. Mẹ. Chị đang chơi ạ? Linh, mẹ xin lỗi con nhé. Từ trước tới nay mẹ cứ hà khắc với con. Con tha thứ cho mẹ nhé. Từ nay mẹ sẽ không như thế nữa. Nhà mình đây, con muốn làm gì thì làm, mẹ đồng ý hết. Mẹ.